Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Sứ ngôn viên Phương Ni sẽ trở lại bằng phần điểm tin Hoa Kỳ kính thưa quý vị. Donald Trump tìm cách đưa các nhà báo ra khỏi Nhà Trắng. Chỉ ít hôm trước lễ nhậm chức tổng thống của Donald Trump tại Nhà Trắng, các nhà báo thuộc Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng White House Correspondent Association rất lo ngại trước tin ekip của tổng thống đắc cử không loại trừ việc xóa bỏ phòng họp báo trong Nhà Trắng, cũng như quy chế hiện diện thường trực của báo giới tại phòng bầu dục, tức văn phòng của tổng thống Hoa Kỳ, hiệp hội phóng viên Nhà Trắng liên tục theo sát đưa tin về các hoạt động của tổng thống Mỹ kể từ cuối thế kỷ 19 với mục tiêu bảo đảm minh bạch. Donald Trump không giấu thái độ thù địch đối với truyền thông. Cuộc họp báo vào hôm ngày 11 tháng 1 là một ví dụ, một nữ phóng viên của kênh truyền hình CNN đã bị ngăn không cho đặt câu hỏi và thậm chí bị đe dọa trục xuất. Ngay hôm sau vụ việc này, thư ký Nhà Trắng Tương Lai thông báo đang xem xét việc rời vị trí của phòng họp báo của Tổng thống. Lý do chính thức là do phòng ốc không đủ tiêu chuẩn, phòng họp chỉ có 50 chỗ ngồi, các nhà báo phải chen chúc nhau trong buổi họp báo hàng ngày. Trên thực tế, điểm được coi là bất lợi cho một phòng họp báo lại có một tiện ích hiển nhiên. Đó là phòng này nằm ở cánh tay của Nhà Trắng, ngay sát văn phòng của người phát ngôn ekip trung cũng không che giấu ý định mở rộng cơ sở họp báo này để có thể đưa vào thánh địa của nền chính trị mỹ cả các phương tiện truyền thông có thái độ ủng hộ donald trump như một số trang mạng và blogger được coi là thuộc phe của tổng thống tân cử tuy nhiên do bị phản đối mạnh các cố vấn của tổng thống tân cử khẳng định là hiện tại chưa có gì được quyết định phòng họp báo có thể vẫn ở vị trí cũ nhưng điểm họp báo hàng ngày có thể sẽ phải di chuyển để cho phép tiếp nhận cả những gương mặt mới. Thượng viên tiếp tục phỏng vấn các bộ trưởng được chọn vào nội các mới. Các ủy ban Thượng viện Mỹ hôm 17 tháng Giêng tiếp tục chất vấn các nhân vật được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử vào các vị trí bộ trưởng nội vụ và bộ trưởng giáo dục trong nội các chính phủ mới. Người được đề cử vào chức bộ trưởng nội vụ, ông Brian Zink, sẽ ra điều trần trước Ủy ban Năng lượng và Tài nguyên Thượng viện. Ông Zinke là cụ chỉ huy đội đặc nhiệm hải quân Mỹ SEAL ủng hộ việc duy trì các khu đất công thuộc quyền sở hữu của chính phủ liên bang. Lập trường này sẽ đặt ông vào vị thế đối nghịch với lập trường của những thành viên đảng Cộng hòa muốn từ hữu quá hoặc là giao các khu đất của liên quan cho các tiểu bang quản lý. Lập trường của ông xin kê trùng với quan điểm của ông Trump. Trước đây thì ông Trump nói ông không nghĩ rằng đất công nên được đặt dưới quyền quản lý của tiểu bang. Bộ Nội vụ có hơn 70.000 nhân viên trên toàn nước Mỹ và giám sát hơn 20% vùng lãnh thổ liên bang, bao gồm các vườn quốc gia. Trong khi đó thì người được đề cử vào chức vụ bộ trưởng giáo dục là bà Betsy DeVos sẽ ra điều trần trước ủy ban thượng viện đặc trách y tế, giáo dục, lao động và trợ cấp. Bà DeVos là một tỷ phú hoạt động từ thiện đến từ Michigan và là người đứng đầu hiệp hội trẻ em Mỹ, một tổ chức thúc đẩy việc mở rộng các chương trình trợ cấp giáo dục tại nhà trường, trong đó có dùng tiền của chính phủ để giúp chi trả học phí cho trẻ em, theo học các trường tư. Nghiệp đoàn giáo chức quốc gia là nghiệp đoàn giáo viên lớn nhất, phản đối việc đề cử bà DeVos. Chủ tịch hiệp nghiệp đoàn này là S. Kelsen Garcia nói trong một thông cáo vào tháng 11 rằng bà DeVos đã quỷ quại nền giáo dục công nhiều hơn là hỗ trợ học sinh. Trong khi đó, thì chương trình viện trợ nước ngoài bấp bên khi Tổng thống Obama mãn nhiệm các chương trình viện trợ được chính phủ Obama ưa chuộng để trợ giúp các nước khác, chẳng hạn như chương trình viện trợ để giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu và chương trình ngừa thai có thể bị đe dọa sau lễ tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống Mỹ trong tuần này. Điều chắc chắn hơn có lẽ là tất cả các chương trình viện trợ nước ngoài sẽ bị xăm soi kỹ hơn bởi tân tổng thống và một ngoại trưởng vốn nổi tiếng trên doanh trường là chỉ chú trọng vào lợi tức kinh doanh. Trong cuộc điều trần để được chuẩn thuận, các thượng nghị sĩ chất vấn ông Rex Tillerson, người được đề cử vào vị trí Bộ trưởng Ngoại giao về cách làm thế nào để tránh viện trợ nước ngoài của Mỹ. Nước cấp viện lớn nhất thế giới, không bị bòn rút hoặc không bị các chế độ tham nhũng đánh cấp, ông Shane Robert, chuyên gia của tổ chức Heritage Foundation, nhận định có nhiều viện trợ nước ngoài do các nước phương Tây như Mỹ và các nước phụ thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế được gọi tắt là OECD, cung cấp rốt cuộc chỉ củng cố quyền lực của các chế độ tham nhũng. Một số chương trình viện trợ vẫn gây phẫn nộ cho các nhân vật bảo thủ tôn giáo, gần như chắc chắn sẽ bị Tòa Bạch Ốc và Lưỡng viện Quốc hội xem xét lại dưới chính phủ của do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Bà Amanda Glassman, chuyên gia Trung tâm Phát triển Toàn cầu, nhận định rằng chắc chắn là có nhiều lo lắng, nhất là trong các lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình và y tế sinh sản, và đặc biệt trong các lĩnh vực như chương trình phòng chống điều trị HIV AIDS. Trong 100 ngày đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, ông sẽ phải trực diện với thực tế tại thủ đô. Tin từ Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng thống tân cử Donald Trump đã cam kết sẽ mang lại những thay đổi triệt để đến cho Hoa Kỳ, nhưng ông sẽ mau chóng nhận ra rằng làm điều đó khó hơn xa so với dự kiến của ông trong 100 ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức. Tổng thống tân cử Donald Trump đã hứa sẽ có những bước hành động táo bạo trong 100 ngày đầu tiên từ khi ông lên nhậm chức để mang lại thay đổi đến cho nước Mỹ. Những bước mà theo ông sẽ tái vãn luật pháp và trật tự, làm sạch Washington và trên hết là để bảo vệ người lao động Hoa Kỳ. Ông hứa hẹn, chúng tôi sẽ bảo vệ công an việc làm của người Mỹ. Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này như thể đây là một cuộc chiến. Ông Trump hứa sẽ tăng vọt công chi để xây dựng cơ sở hạ tầng, hầu kiến tạo công ăn việc làm cho người Mỹ. Ông kêu gọi phải cắt ngắn nhiệm kỳ của các đại biểu trong quốc hội và hứa sẽ xây một bức tường dọc theo biên giới giáp ranh với Mỹ tại miền Nam. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, ông Trump sẽ nhanh chóng va vào thực tế chính trị và trực diện với bộ máy chính quyền tại thủ đô Washington. Hiện đang có bất đồng quan điểm về một số kế hoạch của ông Trump ngay cả trong nội bộ đảng Cộng hòa của ông về cơ cấu hạ tầng. Hủy bỏ chương trình chăm sóc sức khỏe giá phải chăng, còn gọi là Obamacare, có thể sẽ suôn sẻ. Thế nhưng thay thế chương trình ấy không phải là điều dễ dàng. Và kính thưa quý vị, Trump sẽ vào Nhà Trắng với mức tín nhiệm thấp nhất kỷ lục. Kết quả thăm dò của CNN và ORC cho thấy tỷ lệ tín nhiệm dành cho ông Trump ở mức 40%, thấp nhất trong số các tổng thống gần đây và thấp hơn người tiền nhiệm Obama 44 điểm. Trước thêm lễ nhậm chức diễn ra vào ngày 20 tháng 1, kết quả thăm dò cho thấy so với ba tổng thống gần nhất, tỷ lệ tín nhiệm đối với tổng thống tên cử Donald Trump đều thấp hơn trên 20 điểm. Cụ thể, tổng thống Barack Obama tuyên thệ vào năm 2009 với mức tín nhiệm đạt 84% trong khi 67% ủng hộ việc chuyển giao sang tổng thống Bill Clinton vào năm 1992 và 61% là mức tín nhiệm dành cho tổng thống George W. Bush vào năm 2001 theo CNN các ông cách ông Trump giải quyết các vấn đề trong thời gian chuyển giao quyền lực vừa qua đã khiến nhiều người Mỹ nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của vị tỷ phú không có kinh nghiệm chính trường Khoảng 53% số người được hỏi cho biết các tuyên bố và hành động của ông Trump kể từ ngày bầu cử ngày 8 tháng 11 khiến họ cảm thấy ít tin tưởng vào nhiệm kỳ của ông. Công chúng Mỹ gần như chia thành hai phe ngang nhau, 48% mỗi bên, trong việc đánh giá tỷ phú sẽ là tổng thống giỏi hay tồi. Tuy nhiên, người Mỹ vẫn tin rằng ông Trump sẽ hoàn thành một số cam kết chủ chốt mà ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử đa số nói ông ít nhất có thể ra lệnh áp đặt thuế quan đối với các công ty có nhà máy sản xuất ở mexico tái đàm phán hiệp định thương mại do bắc mỹ được gọi tắt là nafta hay tạo ra việc làm thu nhập tốt ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế 44% người được hỏi cho rằng ông sẽ có thể xây dựng bức tường biên giới với Mexico, nhưng chỉ 29% tin ông có thể bắt Mexico hoàn trả kinh phí xây dựng mà Mỹ có thể phải ứng trước. Ngoài ra, thì 40% nghĩ vị tổng thống tân cử này sẽ có thể tiêu diệt lực lượng nhà nước Hồi giáo IS, giảm so với tỷ lệ 50% vào hồi tháng 11. Kết quả thăm dò cũng phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong công chúng Mỹ, vốn là đặc điểm nổi bật của cuộc bầu cử vừa qua. 48% người tham gia nói những chính sách mà ông Trump đưa ra sẽ dẫn nước Mỹ đi đúng hướng, trong khi 49% thì suy nghĩ ngược lại. Tổng thống Obama sẽ có thể kiếm được bạc triệu sau khi rời tòa Bạch ốc bằng cách viết hồi ký và bán sách, đi nói chuyện tại các tập đoàn hoặc là trường học giảng dạy tại những đại học hàng đầu Hoa Kỳ là những công việc có thể giúp tổng thống Obama kiếm bộn tiền. Trong hai nhiệm kỳ, mỗi năm ông Obama được trả lương dành cho tổng thống là 400.000 đô la. Ông còn nhận nhiều phụ cấp khác, bao gồm 50.000 đô la cho chi tiêu cá nhân mỗi năm, 19.000 đô la cho các hoạt động giải trí và 100.000 đô la để di chuyển. Ngày 15 tháng 4 năm 2016, tổng thống Obama công bố báo cáo thuế năm 2015 ông và phu nhân Michelle cùng kê khai thu nhập trước thuế là gross income là 436.000 đô la. Số tiền phải nộp thuế là 81.472 đô la, theo tỷ lệ là 18,7%. Họ cũng quyên góp hơn 64.000 đô la cho hơn 30 quỹ từ thiện. Theo như trang celebritynetwork.com, thì ông Obama có tài sản rồng là 12,2 triệu đô la người vợ Michelle không kém cạnh với con số 11,8 triệu đô la. Một nguồn đáng kể trong thu nhập của ông Obama là tiền bản quyền và lợi nhuận từ cuốn sách Hy vọng táo bạo, ký với nhà xuất bản Random House. Sau khi rời tòa Bạch ốc thì ông Obama mới 55 tuổi nhưng vẫn được hưởng lương hưu dành cho cựu tổng thống với số tiền là 200.000 đô la một năm cùng với một số khoản trợ cấp khác. Điều này nhằm bảo đảm danh giá và vị thế của văn phòng tổng thống. Tổng thống Obama đã có hai quyển sách rất ăn khách là Dreams from my father, những giấc mơ từ cha tôi năm 1995 và The Audacity of Hope là hy vọng táo bạo năm 2006. Theo như tờ New York Times, các nhà xuất bản tin rằng hồi ký về nhiệm kỳ ở tòa bạch ốc của ông Obama sẽ là quyển sách được trong đợi nhất. Khoản tiền trả trước có thể từ 25 triệu đô la đến 45 triệu đô la một hoạt động phổ biến khác của những cựu tổng thống là đi thuyết giảng tại các trường đại học hoặc những tập đoàn trên toàn thế giới. Thù lao cho các buổi này rất hậu hĩnh, có thể lên đến sáu con số. Hiện tại thì ba ngôi trường có tiềm năng lớn sẽ tiếp nhận giáo sư Obama là Đại học Columbia, nơi ông lấy bằng cử nhân ngành khoa học chính trị, Đại học Harvard nơi ông tốt nghiệp cao học ngành luật và Đại học Chicago nơi ông từng dạy. Với những trường hàng đầu nước Mỹ cả về danh tiếng lẫn tài chính thì lương của một giáo sư nổi tiếng có thể đến 6 con số kính thưa quý vị. Vừa rồi là những bản tin về Hoa Kỳ, Phương Ni và Trinh Thái sẽ trở lại cùng quý vị với bản tin Việt Nam sau một số phút quảng cáo thương mại. Xin cảm ơn quý vị.